Một chuyện lạ là khi bé chó này á, phó này á, đến thiền viện thường chiếu thì nó rất là quyến luyến. Và sau khi nó nghe em nói kiếp trước của nó vì tu huệ mà không có đủ phước nhận quá nhiều cúng dường của Phật tử nên phải mang thân chó, thì tự động mũi của nó sặc máu. Dạ. Đây em cho quý vị coi nha. Phết này. Phết này. Bây giờ nó cứ lơ lơ em luôn. Phết này lại đây. Đây. Mũi sặc máu ra luôn. Ôi ôi. Sao con kỳ vậy con? Có khi nào con chết con đổi thân mạng mới không con? Dám không? Từ bỏ thân thể này đi. Đủ duyên à mình rời khỏi thế giới này. Hay muốn làm chó bên Tiêu nè, tích thêm phước. Làm chó bên Tiêu là con sẽ đi phóng sanh với Tiêu nè, giờ tới khi mà hết dịch Covid đó. Sặc máu mũi luôn. Cảm động quá hả? Lời tiên cá nói nhức nhối quá hả con? Dạ. Những chuyện bất ngờ trong cuộc sống chúng ta nó còn muốn quành lại thiền viện nữa. Thôi đi về. Thì già. Có được thân người rồi mất thân người. Cuộc sống có những điều rất là bí mật đúng không? Bởi vì mắt người chỉ nhìn được những gì mà đôi mắt này cho phép thôi. Ví dụ như những con vật khác đi, những loài côn trùng đi, nó có thể nhìn được tia cực tím nhưng mình không nhìn được. Bởi vì mình không đủ trí tuệ để nhìn thấy những điều đó. Ồ, phấn này chạy như bay luôn. Trời ơi. Sung gì con? Nó tính từ bỏ thân thể của nó hay sao á trời. Hay ra hôm nay, thời nay mà ai tu mà chưa thấy mình có đủ phước á. Ráng ráng nha. Chứ không thôi giống con phấn này thì mệt mỏi. Dạ. Vì tôi không đủ phước em ấy mang thân chó. Và khi nghe em ấy nói đúng ý em ấy quá, em ấy sặc máu mũi luôn. Dạ. Không biết là sặc máu để xả bỏ cái nghiệp đó hay là sao nữa. Rồi nó tự đi vô trong rừng, trong bụi cây này, nó không đi theo em nữa luôn. Nó giống như một con chó xa lạ luôn. Nó quyết định nó thức tỉnh rồi nó đi chết hay sao á. Phấn ơi. Phấn ơi. Phấn ơi. Dạ nó đi vô bụi này là nó đi luôn á. Rồi. Quý vị ơi. Chết rồi, bác sĩ Đồng Phát Chí ơi. Đi phóng sanh cho bác xong là phóng sanh luôn cả con chó. Phấn này. Ây. Nó tính đi đổi thân thể mới, nó không muốn làm con chó nữa, nó đã thức tỉnh rồi. Nhưng mà con mà như vậy là về má tôi ôn đập tôi ôn chết con ơi. Phấn này. Phấn này. Thôi đừng đi đổi thân thể mới, chừng nào không có tiôn á, con hãy đi đổi. Giờ con đang bên tiôn, mày đi đổi thân thể mới là chết tiôn luôn á con. Phấn này ơi, ở đâu vậy? Ây da, em có cái lỗ mũi đánh hơi nó rất là ghê. Cái lỗ mũi của em giống như con chó vậy đó. À, khỏi cần đánh hơi, em đã tìm thấy nó rồi. Nó tính bỏ ăn bỏ uống trốn trong đây để đổi thân thể mới nè. Trời ơi. Trời ơi.
Em nói nó, em nói đúng không quý vị? Trời ơi, nó tính trốn em, nó tính bỏ ăn bỏ đói, nó từ bỏ gia đình luôn để đi đổi thân thể mới á mà. Nè, tôi giải thích cho con nghe. Tôi mang thân người, nhưng tôi không phải là người. Bởi vì mang thân người là thân cái cao cấp nhất trong cái thế giới này. Nếu tôi mang thân chó mà tôi như vậy là người ta đã làm thịt tôi từ lâu rồi. Nhưng con được mang thân chó là hạnh phúc rồi. Tôi không mang thân chó được giống như con. Đã đến thế giới này rồi thì cố gắng cống hiến đi. Tự nhiên mày thức tỉnh mày đòi đi đổi thân thể mới chi vậy con, Funny? Trời ơi, đụng chạm tự ái rồi. Không chấp nhận rồi. Bây giờ nó biết nó là người á, mà giờ nó phải làm chó, nó quyết định nó bỏ ăn, bỏ uống. Quyết định chết đó mà. Nè coi nè, nó vô đây nó tính chết. Nó đang dùng tha tâm thông để nói với em rằng hãy để yên cho nó. Để yên cái gì? Trong mắt người thường con chỉ là con chó thôi. Trong mắt gia đình của Tiêu Ưn con chỉ là con chó. Mày đi với Tiêu Ưn mày bỏ vậy má Tiêu Ưn hả? Xử Tiêu Ưn chết luôn á con. Má Tiêu Ưn đang sống trong cảnh giới quỷ thần đó con. Trời ơi, khổ ghê. Làm tiên cá mà sướng quá, sướng sướng lắm. Thôi để em khuyên nhủ nó đây, để em lấy đi ký ức của nó cái đã. Em sẽ dùng tha tâm thông để khóa đi ký ức của nó, cho nó nhớ nó chỉ là con chó thôi, giúp cho nó thức tỉnh rồi. Khổ quá quý vị ơi.